Ngày mai chú Thành sẽ đến nhà mình ở, các con thấy thế nào? Mẹ tính rước cái ông chủ tầm thường đó mẹ, thiệt đó hả mẹ? Gì? Chị nói đúng mà. Ông chủ đó tầm thường nên nói chả có gì để nói cả. Nhà thì nghèo, lương thì 3 cọc 3 đồng. Mẹ cũng có tuổi rồi, nên bây giờ mẹ chỉ cần một người bầu bạn thôi. Mẹ yêu cầu của mẹ, người đó chỉ cần có nhân cách tốt và thật lòng yêu thương các con là đủ rồi. Ở điểm này con thấy chú Thành đủ điều kiện á mẹ. Chú nổi tiếng là người tốt bụng và thật thà chất phác mà. Con à, mẹ đã dùng hơn mười mấy năm cuộc đời của mình để chăm sóc cho ba của các con. Nhưng mà các con cũng thấy đó, ông ta cũng bỏ mẹ con của mình đi. Nên bây giờ mẹ thật lòng muốn có một người ở bên cạnh và cảm nhận được sự chăm sóc của người đó. Yeah, vậy là nhà mình có thêm trụ cột rồi. Trụ cột cái gì? Ông ta ngoài nấu ăn ngon ra thì chả được cái gì cả. Đây, trường tới rồi, mời cả nhà mình ăn cơm. Con mời cả nhà ăn cơm. Ăn cho. Ngon quá à. Hay mốt mà chú Thành nó làm cơm á thì chị đứng học hỏi xíu đi. Con gái gì mà nó ăn với ẹt. Con được nói vậy không? Bà cũng đâu có tài giỏi gì đâu con. Chỉ có chút tài lẻ là nấu được mấy món bình thường vậy thôi à. Con nghĩ rồi, là một người đàn ông mà chỉ biết nấu nướng này, mọi chuyện khác không biết gì, con thấy có nên học hỏi không? Biết không? Sau này đừng có nói vậy nữa nghe không? Dạ. Chỉ cần tụi con thích á, là ba sẽ nấu cho con ăn, được không? Dạ. Cả đời chú á, sinh ra chỉ để phục vụ người ta, đầu cúi sát mặt đất. Mẹ con có phúc khí thiệt. Lớn tuổi rồi mà vẫn được làm hoàng hậu. Thì không ăn thì lên lầu đi, để cả nhà mà ăn nữa chứ. Thôi, ba mẹ ăn cơm đi. Ủa, chị chạy xe kiểu gì mà rớt kính xe luôn vậy? Thì nó ép nó rớt thôi. Chị con gái mà có sửa được đâu, để ngày mai đem ra tiệm là được rồi.